Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món phở bò mọi người, phở tái nạm viên gan mọi người, với nước chấm có tương đen tương đỏ mọi người, sẽ tới mọi người, với chanh với ớt mọi người, người uống có cà phê đen đá mọi người. Phở mọi người, phở bò, phở sập cá, tái nạm viên gan mọi người, tái nạm viên gan. Này đậu ly phê đen đá mọi người. Tương đen tương đỏ mọi người, tương đen tương đỏ sẽ tới ớt với chanh mọi người, chanh ớt đen tương đỏ muỗng mọi người. Đổ mọi người. Mà mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống cà phê, làm bữa sáng đi mọi người. Sáng uống cà phê. Tại nạn gì mọi người. Lò bánh phở này một cái luôn mọi người, hai có bị cái cào chua mọi người, bây giờ ăn tương này kia nó không có năng chân mọi người, bởi vì nó không ấy mọi người, không biết cái loại này nó làm cái bánh mọi người. Nhưng mà ăn dưới tương thì coi mình chắc nặng nó thì chua. Tái ngon mọi người, nó dai dai mềm mềm mọi người. Tái đừng chín quá mà chín quá là bị dai, làm đúng mềm mà mềm ngon. Hỏi ngon không mà. Này gan mọi người, ăn nó dai dai. Mới lên mọi người, ăn tô phở thập cẩm á, trong hẻm có hai bà già mọi người bán cũng đầy đủ nha mọi người. Nhưng mà đỡ ngán tiền mọi người, lâu lâu mới ăn, không dám ăn hoài. Sáng bằng thằng cơm trưa mờ 15.000 vậy, nhớ tôi phở lúc đó.
mềm ngon luôn. Mình đó ăn tại sao ăn vô uống cà phê luôn rồi. Sáng nào làm thử cà phê mà giống như cũng giết quen mà mình đó mà không sáng vậy. Nên một là bằng cơm trưa, hai là ít hơn mà. Bây giờ đó toàn ăn xôi mà ăn xôi ngọt. Ăn cái xôi cũng không vô mà. Đối với mấy quán trà sữa mà đầy. Mà đi trà sữa bằng cái thằng ăn luôn hai mấy 30 ngàn, 20, mấy 20 ngàn. Mà mấy cái quán nó đẹp nè. Đó thích mấy quán gì nữa không? Chịu là làm đẹp lắm. Mấy 30 ngàn. Giống như giờ uống ly bia sữa, ly trà sữa mà bán 90, 100 ngàn. Đó toàn đi nghe đi nghe không ít uống mà lâu lâu nó mới đi uống mà. Đồ viên cũng ngon mà. Phở ngon luôn à, cái làm gì ra ngon luôn à, phở ngon. Nói ngồi đi em, nghe cái giọng này giống như kiểu nó nói tại mình nghe em. Rồi nói ra những sao, cái sao đồng thời người khác nè. Nó đáng ký là kiểu sao hồn. Cái biết này nói giống như nói trong tại mình nghe nè. Cái giọng nó không biết có nghe không, không biết người khác có nghe không. Ngồi cả sát bên mới nghe. Cà phê bao đắng luôn rồi. Phở ngon luôn rồi. Phở ngon, cái nạm viên ăn ngon luôn rồi. Cái nước ngon luôn rồi. Ngon. Như tương mà tương này cũng đổi sắp tới nó kiện ngon rồi. Cà phê đen bao đắng luôn rồi. Phở ngon luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng, cho một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.